Xin chào tất cả các em, chị đến từ team học văn chị Hiên. Hôm nay chị sẽ đọc tác phẩm Chiều Xuân của tác giả Anh Thơ trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng, đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi, quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng, bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời, ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ, đàn sáo đen xà xuống mổ vu vơ, mấy cánh bướm dập dờn trôi trước gió, những trâu bò thong thả cúi ăn mưa, trong đồng lúa xanh dờn và ướt lặng, lũ cỏ con chốc chốc vụt bay ra, làm giật mình một cô nàng yếm thắm cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa. Tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của nhà văn Hoàng Phùng Ngọc Tường trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Trong những dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến, hình như chỉ sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất. Trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm, đó là một bản trường ca của rừng già rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn, mãnh liệt có những gành thác cuộn xoáy như cơn lốc của những đáy vực bí ẩn, và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm trên những giọng già chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Giữa lòng trường sơn, sông Hương đã sống một nửa cuộc đời mình như một cô gái di gan phóng khoáng và man dại. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Nhưng chính rừng già nơi đây, với cấu trúc đặc biệt có thể lý giải được về mặt khoa học, đã chế ngự sức mạnh bản năng của người con gái của mình, để khi ra khỏi rừng, sông Hương nhanh chóng mang một sắc đẹp dịu dàng trí tuệ, trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Nếu chỉ mải nhìn ngắm khuôn mặt kinh thành của nó, tôi nghĩ rằng người ta sẽ không hiểu một cách đầy đủ bản chất của sông Hương với cuộc hành trình gian truân mà nó đã vượt qua, không hiểu thấu phần tâm hồn sâu thẳm của nó, mà dòng sông hình như không muốn bộc lộ, đã đóng kín lại ở cửa rừng và ném chìa khóa cho những hang đá dưới chân núi Kim Phụ. Phải nhiều thế kỷ qua, người tình mong đợi mới đến đánh thức người gái đẹp ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại. Nhưng ngay từ đầu, vừa ra khỏi vùng núi, sông Hương đã chuyển dòng một cách liên tục, vòng những khúc quanh đột ngột, uốn mình theo những đường cong thật mềm, như một cuộc tìm kiếm có ý thức để đi tới nơi gặp thành phố tương lai của nó. Từ ngã Ba Tuần, sông Hương theo hướng nam bắc qua điện Hòn Chén, đất Ngọc Tràng, nó chuyển hướng sang tây bắc, vòng qua thềm bãi đất Ngọc Biều, Lương Quán, rồi đột ngột vẽ một hình cung thật tròn về phía đông bắc, ôm lấy chân đồi Thiên Mụ, xuôi dần về Huế. Từ tuần về đây, sông Hương vẫn đi trong dương vang của trường sơn, vượt qua một lòng vực sâu dưới chân núi Ngọc Tràng để sắc nước trở nên xanh thẳm, và từ đó nó trôi đi giữa hai dãy đồi sừng sững như thành quách, với những điểm cao đột ngột như vọng cảnh Tam Thai Nhị Bảo. Mà từ đó người ta luôn luôn nhìn thấy những dòng sông mềm như tấm lụa, với những chiếc thuyền xuôi ngược chỉ vế vừa bằng con thoi. Những ngọn đồi này tạo nên những mảng phản quang nhiều màu sắc trên nền trời cây ngang thành phố, sớm xanh, chiều vàng, chiều tím, như người Huế thường miêu tả giữa đám quần sơn lô xô ấy là giấc ngủ nghìn năm của những vua chúa được phong kín trong lòng những rừng thông u tịch, và niềm kiêu hãnh âm u của những lăng tẩm đồ sộ tỏa lan khắp cả một vùng thượng lưu, bốn bể núi phủ mây phong, mảnh trăng thiên cổ bóng tùng vạn niên. Đó là vẻ đẹp trầm mặc nhất của sông Hương, như chiếc ví, như cổ thi, kéo dài mãi đến lúc mặt nước vắng lặng của nó gặp tiếng chung chú Thiên Mụ ngân nga từ bờ bên kia giữa những xóm làng trung du bát ngát tiếng gà. Từ đây, như đã tìm đúng đường về, sông Hương vui tươi hẳn lên giữa những biển bãi xanh biếc của vùng ngoại ô Kim Long, kéo một nét thẳng thực yên tâm theo hướng Tây Nam Đông Bắc. Phía đó, nơi cuối đường, nó đã nhìn thấy chiếc cầu trắng của thành phố in ngầm trên nền trời, nhỏ nhắn như những mặt vành trăng non, rác mặt thành phố ở cồn Dã Viên. Sông Hương uốn một cánh cung rất nhẹ sang đến cồn Hến. Đường cong ấy làm cho dòng sông mềm hẳn đi, như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu. Và như vậy, giống như sông Sen của Paris, sông Danube của Budapest, sông Hương nằm ngay giữa lòng thành phố yêu quý của mình. Huế trong tổng thể với giữ nguyên dạng một đô thị cổ, trải dọc hai bờ sông, đầu và cuối ngõ thành phố, những nhánh sông đào mang nước sông Hương tỏa đi khắp phố thị, với những cây đa, cây cừa, cổ thụ tỏa vầng láo u sầm xuống những xóm thuyền xuống xít từ nơi ấy.
vẫn lập lòe trong tiếng sương như ánh lửa thuyền trài của một linh hồn mô tê xưa cũ mà không một thành phố hiện đại nào nhìn thấy được. Những chi lưu ấy cùng với hai hòn đảo nhỏ trên sông đã làm giảm hẳn lưu tốc của dòng nước, khiến cho sông Hương khi qua thành phố đã trôi đi chậm, thực chậm, cơ hồ chỉ còn là một mặt hồ yên tĩnh. Tôi đã đến Leningrad, có lúc đứng nhìn sông Neva cuốn trôi những đám băng lô xô, nhấp nháy trăm màu dưới ánh sáng của mặt trời xuân. Mỗi phiến băng chở một con hải âu nghịch ngợm, đứng co lên một chân, thích thú với chiếc thuyền xinh đẹp của chúng. Và đoàn tàu tốc hành lạ lùng ấy với những hành khách tí hon của nó, băng băng lướt qua những cung điện Petersburg cũ để ra biển Baltic. Tôi vừa từ trong khói lửa miền Nam đến đây. Lâu năm xa Huế, mà chính Leningrad đã đánh thức trong tâm hồn tôi giấc mơ lộng lẫy của tuổi dại. Ôi, tôi muốn hóa làm con chim nhỏ đứng co một chân trên con tàu thủy tinh để đi ra biển. Tôi cuống quýt vỗ tay, nhưng sông Neva đã chảy nhanh quá, không kịp cho lũ hải âu nói một điều gì với người bạn của chúng đang ngập ngơ trông theo. 2000 năm trước, có một người Hy Lạp tên là Heraclit đã khóc suốt đời những dòng sông trôi đi quá nhanh. Thế vậy, lúc ấy, tôi nhớ lại con sông Hương của tôi, chợt thấy quý điệu chảy lặng lờ của nó khi đi ngang qua thành phố. Đấy là điệu slow tình cảm dành riêng cho Huế, có thể cảm nhận được bằng thị giác qua trăm nghìn ánh hoa đăng bồng bềnh vào những đêm hội rằm tháng 7 từ điện Hòn Chén trôi về. Qua Huế, bỗng ngập ngừng như muốn đi, muốn ở, trao nhẹ trên mặt nước như những vấn vương của một nỗi lòng. Hình như trong khoảnh khắc trùm lại của sông nước ấy, sông Hương đã trở thành một tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya. Đã nhiều lần tôi thất vọng khi nghe nhạc Huế giữa ban ngày hoặc trên sân khấu nhà hát. Quả đúng như vậy, toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế đã được sinh thành trên mặt nước của dòng sông này, trong một khoang thuyền nào đó, giữa tiếng rơi bán âm của những mái chèo khuya. Nguyễn Du đã bao năm lênh đênh trên quãng sông này với một tiếng trăng sầu. Và từ đó, những bản đàn đã đi suốt đời Kiều. Tôi đã chứng kiến một người nghệ nhân già chơi đàn hết nửa thế kỷ, một buổi tối ngồi nghe con gái đọc kiều. Trong như tiếng hạc bay qua, độc như tiếng suối mới xa nửa người. Đến câu ấy, người nghệ nhân chợt ngồi dậy vỗ đùi, chỉ vào trang sách của Nguyễn Du mà thốt lên, đó chính là Tứ Đại Cảnh. Rời khỏi kinh thành, sông Hương chết về hướng chính bắc, ôm lấy đảo Cồn Hiến quanh năm mơ màng trong sương khói. Đang xa dần thành phố để lưu luyến ra đi giữa màu xanh biếc của chê chúc và của những vườn cao của nhà ô vĩ dạ. Và rồi, như sực nhớ lại một điều gì chưa kịp nói, nó đột ngột đổ dòng, rẽ ngoặt sang hướng đông tây để gặp lại thành phố lần cuối ở góc thị trấn Bao Vinh xưa cổ. Đối với Huế, nơi đây chính là chỗ chia tay rõ xa ngoài mười dặm trường đình. Riêng về sông Hương, vốn đang xưa chảy giữa cánh đồng phù sa êm ái của nó, khúc quanh này thật bất ngờ biết bao. Có một cái gì rất lạ với tự nhiên và rất giống con người ở đây. Và để nhân cách hóa nó lên, tôi gọi đây là nỗi vương vấn, cả một chút lạc lơ kín đáo của tình yêu. Và giống như nàng Kiều trong đêm tình tự ở ngã rẽ này, sông Hương đã chính tình trở lại tìm kim trọng của nó, để nói một lời thề suốt khi về biển cả. Còn non, còn nước, còn dài, còn về, còn nhớ. Lời thề ấy vang vọng khắp lưu vực sông Hương, thành giọng hò dân gian. Ấy là tấm lòng dân nơi châu Hóa xưa mãi trung tình với quê hương xứ sở. Sông Hương là vậy, là dòng sông của thời gian ngân vang, của sử thi bước giữa màu cỏ lá xanh biếc. Khi nghe lời gọi, nó biết cách tự hiến đời mình làm một chiến công, để rồi nó trở về với cuộc sống bình thường, là một người con gái dịu dàng của đất nước. Thi thoảng tôi vẫn còn gặp trong những ngày nắng đem áo ra phơi, một sắc áo cưới của Huế ngày xưa rất xưa, màu áo điều lục với loại vài vân thưa màu xanh tràn lồng lên một màu đỏ ở bên trong, tạo thành một màu tím ẩn hiện, thấp thoáng theo bóng người. Thủa ấy, các cô dâu trẻ vẫn mặc sau tiết sương dáng. Đấy cũng chính là màu sương khói trên sông Hương, giống như tấm đoan huyền ảo của tự nhiên, sau đó ẩn giấu khuôn mặt thực của dòng sông.
có một dòng thi ca về sông Hương và tôi hy vọng đã nhận xét một cách công bằng về nó khi nói rằng dòng sông ấy không bao giờ tự lặp lại mình trong cảm hứng của các nghệ sĩ. Mỗi nhà thơ đều có một khám phá riêng về nó. Từ xanh biếc thường ngày nó bỗng thay màu thực bất ngờ, dòng sông trắng, lá cây xanh trong cái nhìn tinh tế của tàn đà. Từ tha thước mơ màng nó chợt hiện lên hùng trắng như kiếm dựng trời xanh trong khí phách của Cao Bá Quát. Từ nỗi quan hoài vạn cổ với bóng chiều bảng lảng trong vùng thơ của Bá Nguyễn Thanh Quan, nó đột khởi thành sức mạnh phục sinh của tâm hồn trong thơ Tố Hữu. Và ở đây một lần nữa, sông Hương quả thực là kiều, rất kiều trong cái nhìn thấm thiết tình người của tác giả từ ấy. Có một nhà thơ từ Hà Nội đã đến đây, tóc bạc trắng lặng ngắm dòng sông, hỏi với trời, với đất một câu thật bâng khuâng: ai đã đặt tên cho dòng sông? Tác phẩm Cõi Lá của nhà văn Đỗ Phấn, sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, tập 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bẽ bàng mùa xuân đến muộn, khi cái nắng đã chao chát trên những lộc non báo hiệu mùa hè. Chẳng hiểu vì sao lòng người bỗng rộn ràng đến thế, òa thức cùng với xôn xao lá cành. Chín cây bồ đề trên đường Trần Nhân Tông làm thành một khoảng trời trong veo màu thạch lựu. Những chiếc lá non đu đưa trong gió như có tiếng chuông chùa huyền hoặc vọng về từ cõi thanh cam u tịch. Những đứa trẻ tan trưởng ríu rít dưới gốc cây như những thiên thần bước ra từ lá. Nhiều người Hà Nội chẳng có việc gì cũng vòng xe qua đoạn phố đông mà chật chội này chỉ để ngắm nhìn một chút sắc lá ngọt ngào như mật chảy tháng riêng. Nhìn chung thì vòng đời của một chiếc lá bồ đề dù được mọc ra từ Hà Nội hay ở nơi Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp cũng chỉ kéo dài không đến một năm. Có rất nhiều loài cây trong phố có một vòng đời như vậy, và hình như đó cũng là một đặc trưng của cây Hà Nội làm nên mùa lá rụng kéo dài suốt từ thu sang đông. Nó làm cho người đi xa nhớ về, và người Hà Nội thì thao thiết đợi chờ những khoảnh khắc nghỉ ngơi thần trí trong cái biển người trộn rộn cơm áo này. Cô em gái của tôi sống xa tổ quốc đã 20 năm có lẽ. Mỗi lần gọi điện về, nó lại hỏi đường ven hồ Gươm mùa này lá đã rụng. Lạ thế, mùa nào cũng hỏi như vậy, làm cho người ở nhà thấy thương. Cứ trả lời bừa rằng đang ngổn ngang vàng rượi sắc lá ven hồ. Lá của những cây sâu cổ thụ ở phía đường Đinh Tiên Hoàng, lá bằng lăng, lá bàng đỏ chói trên đường Lê Thái Tổ. Thực ra thì chưa bao giờ những loại lá ấy cùng rụng với nhau một lúc. Cây cơm nguội vàng và cây bàng lá đỏ nhiều khi rụng lá cách nhau đến cả một mùa thu. Những tưởng vô duyên đến như cây xà cừ lá cùng, cứ như người đàn bà phỏng phao, nhạt thoét, chỉ được mỗi ưu điểm về kích thước và cũng lại là nhược điểm. Mùa mưa bão rất mất công cắt tỉa bớt cành phòng khi bị đổ, nhưng không hẳn thế, thân hình cường tráng và lá cành rậm rạp đến thế của cây lại vô cùng yêu mềm trước một cơn heo may đến sớm. Ngập cả lối đi, những lá xanh trên lẫn lá vàng làm nên một mùa thu quyến rũ từng bước trong người. Miên man trong cõi lá mùa xuân thành phố, gương mặt ai ai cũng như có phần trẻ lại, hay tự nhận rằng mình như thế. Hẹn gặp lại các em trong các audio tiếp theo.